Hello, xin chào thầy các bạn, chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là 9 rưỡi tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên lại trực tiếp qua hai số điện thoại để mình đặt hàng. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu, trao đổi và mua bán. Thì ở xa thì bên mình có ship nên các bạn yên tâm. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được con này, là con Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì là ngoại hình thì con này còn độ 85% nhá. Con này thì là mặt kiểu là lưng kiểu khách dùng ốp ấy. Mặt có nhăm theo thời gian các bạn nhá. Đấy, mặt thì có mặt với viền có nhăm theo thời gian. Con Z7 Pro này, con này thì là men zin, màn zin nhá, không phải màn 2C các bạn nhá. Con này là men zin, màn zin. Cấu hình con Samsung Z7 Pro này là RAM, con này là RAM 3GB. Bộ nhớ trong con này là 32GB. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. Z7 của Pro bên mình là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Pin con này là pin 3K6 các bạn nhé. Z7 Pro. Con này thì là main zin, màn zin. Con Z7 Pro này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 1.500.000 các bạn nhé. Đấy, con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 1.500.000 Samsung Z7 Pro. Con này là bao các bạn là main zin, màn zin các bạn nhé, không phải là màn thay IC nhé. Nói chung là màn nào mà 2 IC thì mình sẽ báo luôn cho các bạn nhé. Đấy, con này là bao các bạn là men zin, màn zin. Và bên mình đang bán các bạn với giá là 1.500.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro này các bạn nhá, hàng mình là sớm nhất nhá. Đấy, và cũng chỉ còn gì hôm nay là 20 rồi, và cũng chỉ là 10 ngày nữa thôi là cũng là Tết dương lịch rồi, thì các bạn nhanh tay đặt mua những sản phẩm điện thoại cũ về để sắm Tết để du xuân các bạn nhá. Đấy, cũng sắp Tết dương lịch rồi. Thì các bạn là cố gắng kiếm tiền, và chỉ còn hơn tháng nữa thôi là cũng là Tết ấy rồi. Thì bạn cố gắng mà thu sắm tiền. Sắm tiền để mua những sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ sai Tết các bạn nhé. Đấy, và tiếp theo thì buổi tối ngày hôm nay thì nhà Note 8 nhà mình về được nhiều lắm này. Nhà mình nay về được là tất cả là mấy cây nhỉ? Đây, đây. Tất cả là nhà mình nay về được tất cả là gì nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây Samsung Note 8. Thì Note 8 thì nói sơ cua qua cho bạn tính năng hay đầu tiên thì các bạn, đây các bạn chỉ có gõ vào màn hình con này chứ bật nguồn thì sao, chưa bật nguồn đấy, tính năng đầu tiên các bạn chỉ gõ vào màn hình thì thôi. Đấy, các bạn gõ vào màn hình thì nó sẽ sáng lên, thì hiện ngày giờ nhìn các bạn nhìn rất là thích nhá. Hoặc là điện thông báo một cuộc gọi nhựa các kiểu, rất là thích ở tính năng đấy. Đấy, Note 8 thì hôm nay nhà mình về được 246 cây đấy. Và thì mình sẽ giới thiệu từng sơ cua qua cho bạn. Thì Note 8 thì là cấu hình của nó đây. Note 8 thông số cấu hình của nó thì là màn hình con này là màn hình của nó là AMOLED nhé các bạn nhé. Màn hình của nó là AMOLED. Con này là phiên bản gì nhỉ? Hàn 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con Note 8 này thì mình sẽ xem cấu hình cho các bạn nhé. Đây. Mình sẽ xem cấu hình RAM và chip của bạn nhé. Chip con này là chạy chip Exynos 8895 x 8 nhân các bạn nhé. Cấu hình con này là RAM 6GB. Đấy, con này là phiên bản là RAM 6GB này. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Màn hình con này thì là màn hình của nó là 6,3 inch, tràn viền 6,3 inch. Con này là độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Tại vì nó là ngày xưa nó là siêu phẩm mà, đâm là màn hình của nó độ phân giải của nó là 2K. Đấy. Đấy. Mặc định của máy hàng nó sẽ là một SIM. Các bạn nào muốn dùng 2 SIM thì mình sẽ lên 2 SIM cho bạn luôn nhá. Đấy, mình sẽ lên miễn phí 2 SIM cho bạn luôn. Đấy, rất là tiện lợi và rất là thích. Đấy. Mặc định của Note 8 thì là sẽ một SIM. Note 8 thì mở khóa mống mắt này, khuôn mặt này và vân tay nhé. Đây, camera thì là camera kép, đèn flash và hỗ trợ sáng này, vân tay rất là tiện lợi nhé. Note 8 thì có hỗ trợ cái bút S Pen này. Các bạn dùng bút này, các bạn vẽ voi, vẽ trâu, vẽ bò cũng rất là tuyệt vời. Hoặc là các bạn lưu ghi chú, hoặc là các bạn mà mua cho các em nhỏ đi học ấy, thì rất là thích nhé. Nói chung là Note 8 này dùng nó thật với các bạn, nó dùng nó rất là sang. Các bạn mua chỉ giá Note 8 bên mình đây chỉ giá tỷ từ hơn 3 triệu thôi. Nên là các bạn cứ yên tâm về giá cả các bạn nhá. Đấy. Nói chung là màn hình độ phân giải 2K, các bạn xem phim 2K, 4K thì khỏi phải chê luôn. Loa trong to. Đây thì mình sẽ vào như là nghe nhạc cho bạn luôn. Đây. Nói chung là loa các bạn nghe sướng lắm. Đây. Các bạn nghe nhạc cực kỳ sướng. Sắp là low end rồi. Các bạn nhanh tay là mua tặng gấu là đi chơi nhá. Đấy, nói chung là Note 8 đấy các bạn. Nói chung là các bạn đến cái màn hình của nó đẹp cơ. Đây. Đây. Đến cái màn hình nó quá đẹp luôn. Mà RAM 6GB các bạn, nói chung là chạy đi.
rất là mượt luôn, quá đẹp luôn, nghiêng các bạn không có độ mờ độ lóa gì nhé, thì vì màn hình nó độ phân giải 2K mà, các bạn nghe cực kỳ là sướng luôn đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này thì các bạn nhận hàng được sớm nhất nhá, thì mình sẽ báo giá trực tiếp cho các bạn. Thì là năm 2020 rồi thì nhiều bạn là có hỏi mình là có nên mua hàng online không, thì nhiều các bạn là theo lời khuyên mình các bạn nên đi mua hàng online. Thì vì các bạn mua hàng online thì các bạn ngồi tại nhà, các bạn có thể là ngồi, thứ nhất là ngồi lựa chọn máy này, và các bạn không phải đi ra shop chọn máy này, nói chung là trời rét căm căm như miền Bắc này, các bạn ngồi tại nhà các bạn lựa chọn máy rất là thích cho các bạn nhé. Nói chung là thứ nhất là các bạn lựa chọn máy mà các bạn cũng đỡ ngại cơ. Con này thì đang bị hết pin mất, mình sẽ sạc pin cho các bạn luôn nhé. Nói chung là các bạn ngồi ở nhà các bạn không bị rét căm căm đấy, mà các bạn bị không ngại với chủ shop đấy, các bạn xem nhiều máy các bạn không ngại. Các bạn đặt hàng thì các bạn cứ chọn hình thức cho mình là nhận hàng, kiểm tra hàng, tán. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là có là gì nhỉ, ship code xa xa này, hình thức mua hàng thì các bạn cọc cho mình 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Còn thì các bạn nhận hàng thì các bạn có thể là kiểm tra hàng và thanh toán nhá, nên các bạn yên tâm nhá. Mua hàng bên mình thì nhà mình chỉ báo giá trực tiếp này, và nhận hàng kiểm tra hàng và thanh toán, nên các bạn yên tâm nhá. Đấy thì mình sẽ giới thiệu con nào còn pin thì mình giới thiệu trước này. Và con đầu tiên này, đây màu xanh này nhá các bạn nhá. Ngoại hình thì con này còn độ 90%. Đấy. Màu xanh này. Đấy. Đấy. Màn hình con này thì là màn hình của nó chỉ hơi ảm nhẹ một chút thôi các bạn nhé. Đấy. Màn hình con này thì là đây, sáng đẹp. Chỉ là hơi ảm nhẹ một chút thôi, các bạn để ý kỹ thì mới thấy. Mình sẽ xem cấu hình con này là RAM bao nhiêu GB. Đấy. Đấy các bạn cứ chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán mình. Và tất cả sản phẩm bên mình thì là có nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán, nhưng mà yên tâm nhá. Con này cũng là phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình thì là hơi ảm nhẹ một chút thôi. Con này thì mình sẽ màu xanh này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 3.800.000 nhé. Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 3.800.000, con đầu tiên đấy nhá. Đấy, 3.800.000 nhá. Đấy, màn hình con này thì hơi ảm nhẹ một chút thôi. Đấy, bên mình đang bán cho bạn với giá là 3.800.000 các bạn nhá. Đấy. Samsung Note 8 đấy. Con này bản Hàn. Một SIM. Các bạn nào mà dùng hai SIM thì mình sẽ lên hai SIM cho các bạn nhé. Con Note 8 màu xanh này là 3.800.000 nhé các bạn nhá. Con đầu tiên ạ. Và con thứ hai cũng màu xanh. Con này thì là màn hình con này thì cũng màn hình con này thì không ảm nhé. Đấy, màn hình con này thì không ám, nó chỉ hơi bị lưu một tí thôi, lưu tí phần đầu này thôi các bạn nhé, hơi bị lưu tí phần đầu thôi. Con này thì ngoại hình cũng còn 90%. Đấy, con này thì mình cũng xả cho bạn với giá là 3.800.000, được cái là màn đẹp không ám. Con này thì mình cũng xả cho bạn với giá là 3.800.000 nhé. Đấy, rất là rẻ cho các bạn nhé. Đây, màu xanh thì mình giới thiệu màu xanh với các bạn. Đấy, con này thì là đây. Con này thì nó gì nhỉ? Con này thì ngoại hình cũng còn 90%. Đấy ạ. Đây. Con này thì ngoại hình cũng còn 90% các bạn nhé. Đây. Ô chết, mình đang rút cái sạc. Con này thì là gì nhỉ? Mình rút một cái sạc mất rồi. Để tí nữa mình sạc pin một tí nhé. Mình sạc pin một tí cho xong mình giới thiệu cho các bạn. Tại vì mình đang giới thiệu mấy con máy này mà. Tí để mình lấy cái sạc nhé. Đây. Đây. Tiếp đến là con màu xám này nhé. Đây. Con màu xám này. Mình sẽ xem cấu hình của nó là bao nhiêu ghi nhé các bạn nhé. Đấy. Giá gì bất ngờ luôn. Nhà mình thì giá gì bất ngờ. Con này cũng là RAM 6, bộ nhớ 64 đấy. Đấy, đúng rồi. Đấy. Con màu xám này. Ngoại hình cũng 90, trên 90% các bạn nhé. Thì là con Note 8 này thì màn hình con này thì là đẹp, không ám. Nó chỉ hơi bị lưu một chữ tí, ít ít trên nhé. Chỉ lưu hơi ảnh một tí chít ở trên đấy nhé. Lưu chữ thôi, tít ở trên thôi. Con này thì mình cũng thanh lý cho các bạn đồng giá là 3.800.000 nhé. Đấy, con này thì mình sẽ đồng giá thanh lý cho các bạn giá là 3.800.000. Không ám nhé, chỉ bị hơi lưu chữ tí trên này thôi. 3.800.000 các bạn nhé. Đây con màu đen. Đấy, con màu đen. Đấy ạ. Đấy.
Con này thì mình, con này cũng màn đẹp không ngán, nó chỉ hơi bị lưu trữ thôi, chỗ phần phần này thôi. Con này thì mình cũng thanh lý bạn với giá là 3.800.000 nhé. Đấy. Đồng giá cho bạn với giá là 3.800.000 luôn. Đấy. Đồng giá 3.800.000. Đây. Này, con này thì là màn đẹp nhất luôn này. Đây. Con này thì là màn sáng đẹp nhất nhé. Này, màn đẹp keng luôn. Không ảm luôn này. Đấy, ngoại hình còn 90/90%. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 4.200.000 nhé. Con này thì mình sẽ bán cho bạn với giá là 4.200.000 đấy ạ. Đấy, màu đen này. Mình xem cấu hình là bao nhiêu ghi. Nếu mà 128GB thì nó sẽ hơn các bạn nhé. À, con này cũng là RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này thì mình màn đẹp nhất thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 4.200.000 nhá. Đây, con này sẽ lên pin rồi đây. Đây. Này. Ngoại hình cũng 90/90%. Đây các bạn nhé. Đấy, nhà mình lúc nào quay rõ chi tiết cho các bạn. Đấy. Này. Con này thì màn hình cũng đẹp nhé, không ảm nhé. Nó chỉ hơi bị lưu trữ một tí thôi, ở phần dưới này thôi. Con này thì mình cũng xả cho bạn với giá là 3.800.000 con màu xanh ấy nhé. 3.800.000 nhé. Đồng giá tất cả mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.800.000. Và mỗi một con này là 4.200.000 nhé. Mỗi con này là 4.200.000 các bạn nhé. Con này là 4.200.000 ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này, các bạn liên hệ mình sớm nhất. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đặt hàng nhé. 0966221789 này. Đấy, và số này là số 1 của mình và giờ làm việc của mình từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối. Và số 2 là 0833221789 nhá. Nhà mình có hai số, các bạn gọi số 1 cũng được, gọi số 2 cho mình. Thì giờ làm việc thì mình bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến 10 giờ tối các bạn nhé. Mùa Z thì mình đang đi ngủ sớm một chút. Thì mùa đông năm nay thì gì nhỉ? Ở miền Bắc thì đang rất là lạnh các bạn nhá. Còn trong bạn trong Nam thì chắc là không có Z như ở mình đâu. Thì mình sẽ cố gắng phục vụ đi ship hàng sớm nhất có thể cho các bạn nhá. Tuy miền Bắc đang Z thì mình sẽ cố gắng coi như là ấy sớm cho các bạn. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình được về lô S8 này. Đây. S8 này mình về rất nhiều này. Đấy. Đây, S8 này mình nay về được nhiều cơ. Này. Mình về 1 2 3 4 5 cây S8 này. S8 này thì mình sẽ nói sơ qua qua cho các bạn nhé. Đấy. S8 này thì là cấu hình của nó. Cấu hình con này của nó là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Màn hình con này là màn hình cong tràn viền 5,8 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhé. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Đấy ạ. Ngoại hình thì máy còn 90/90%. Con S8 nhỏ này các bạn mà dùng mà để mà nghe gọi thì quá tuyệt vời luôn. Tại vì cái loa của dòng S này nghe cực kỳ là to và cực kỳ là sướng. Các bạn dùng khẳng định các bạn là nghe cực kỳ là sướng các bạn nhé. Đấy. 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 Bọn này tất cả là đều là bản hàng 2 sim 2 sóng. Bạn nào dùng 1 sim thì mình sẽ về 1 sim cho bạn. Còn các bạn nào mà dùng 2 sim thì mình sẽ lên 2 sim cho bạn nhé. Thì vì máy hàn nó là dùng 1 sim 2 sim tùy các bạn mà. Đấy. Đây, màu đen rất là đẹp. Thì mình sẽ báo giá chi tiết từng con một cho các bạn nhé. Và con đầu tiên này sẽ là con này chắc là rẻ nhất này. Đấy, con này thì màn hình của nó là hơi ám một chút nhá. Con này thì màn hình của nó hơi ám nhẹ một chút. Đấy. Đây. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 2.900.000 nhé. Máy đẹp leng keng xà beng nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 2.900.000. Màn hình con này thì hơi ám nhẹ một chút. Đấy. 2.900.000. Đấy, nói chung S8 bạn dùng cực kỳ tuyệt vời. Con này là chạy chip Exynos 8895 × 8 nhân. Đấy. Con này là 2.900.000 các bạn nhé. Và con này thì là đây. Đây, con này thì là màn hình đẹp, sáng đẹp nhá. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 3.500.000 này. Đấy, con này mình sẽ thanh lý bạn với giá là 3.500.000 các bạn nhé. Đấy, màn hình sáng đẹp nhá. 3.500.000 các bạn nhá. Đấy. Và con màu đen này, đen bóng này. Ngoại hình thì cũng rất là đẹp, đẹp linh keng này. Con này thì màn hình cũng sáng đẹp các bạn nhé. Đây, màn hình cũng là sáng đẹp. Con này thì mình cũng thanh lý bạn với giá là 3.500.000 nhé. Đấy, 3.500.000 các bạn, S8 nhé. Nó dùng rất là sướng ạ. Đấy. Đây, tiếp tục con này đây. Đấy, ba con này thì màn hình cũng đẹp keng nhé. Con này thì mình cũng thanh lý bạn với giá là
3.500.000 nhé. Đấy. Máy thì đẹp 90/90% luôn. Đẹp leng keng luôn. Và con này thì màn hình cũng đẹp nhé. Đấy. Đây, con này thì màn hình cũng đẹp nhá. Đẹp keng luôn. Thì là con này thì là vỏ thì nó hơi phẩy một chút thôi. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.300.000 nhá. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.300.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 này các bạn nhá, hàng sớm nhất nhá. Con này là 3.300.000 này. Và ba con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là đây. Ba con này mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.500.000 và con này thì là 2.900.000 nhé. Máy đẹp leng keng sáo beng luôn. Đấy. Nói chung S8 này các bạn dùng khỏi chê luôn, quá sướng luôn. Đấy, màn hình cong các bạn cầm cực kỳ là sang lắm. Mà RAM chip của ngày xưa con S8 dùng rất là sướt phê các bạn nhé. Đấy. Con này là 2.900.000 các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung S8 các bạn anh nào sớm nhất nhá. Rất nhiều tại khu giá rẻ các bạn lựa chọn cơ. Và tiếp theo nhà mình đây thì lại về là con này là con gì nhỉ? Con này là VinMart Active 3 nhá. Active 3 thì hôm nay thì con này là cam thò cam thụt các bạn nhá. Đây có một hôm nay mình vừa mình thâu của một chị rất là xinh gái nhá. Ôi chết, quên mất một khẩu. May quá. Tí nữa thì quên mất một khẩu đây. Con này là VinMart Active 3. VinMart Active 3 này thì là màn hình của nó thì là màn hình của nó là 6,39 inch nhá. Tràn viền. Con này thiết kế cực kỳ là xinh nhá. Camera thì camera con này thì là thò thụt này. Đây. Đây. Trước thò thụt các bạn rất là nét nhé. Các bạn chỉ ấn xuống là thụt luôn xuống này. Đấy, camera thò thụt. Thì là màn hình con này thì là được cái là trang bị của nó màn hình con này ấy. Màn hình con này là màn hình AMOLED nhá. 6,3 inch con này là màn hình của nó Full HD cộng nhá, cho hình ảnh rất là sắc nét luôn này. Còn VinMart Active 3 này thì là phiên bản con này là RAM con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB nhá. Ngoại hình thì là máy con đẹp 90/90%. Máy đẹp leng keng sáo beng luôn. Hôm nay vừa mới thâu của chị gái xinh. Đấy. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.600.000 nhá. 2.600.000 còn VinMart Active 3 này các bạn nhá, 2.600.000. Nói chung là các bạn mua những sản phẩm này mà bỏ ra đồng tiền các bạn sướng luôn. Nói thật với các bạn về dùng sướng luôn, màn hình cực kỳ là đẹp luôn. Tại vì màn hình của nó là màn hình AMOLED mà RAM của nó là RAM 64GB, các bạn dùng rất là xịn. Hai SIM hai sóng rất ok các bạn nhé. Đây. Và cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình đã về được cây lót 9 màu titan này các bạn nhé. Lót 9 màu titan này thì là màn hình của nó thì là màn hình đẹp keng nhé, không ảm màu hay không lưu ảnh gì. Cấu hình là RAM con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB nhé. Đấy. Con này là phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Ngoại hình rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, ngoại hình rất là đẹp các bạn nhìn đi. Ngoại hình rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, lót 9. Con này là màu titan này, bạc titan này. Đấy. Lót 9 thì có hỗ trợ cái bút này. Đấy. Bút này các bạn chỉ bấm bút thôi sẽ là vào quay phim chụp ảnh rất là thích các bạn nhé. Đấy, lót 9 này thì là của mình là bên mình là bản Hàn. Hai sim hai sóng. Đấy. Nói chung là nó chín các bạn dùng cũng sướng phê luôn. Đây các bạn chỉ bấm bút thôi. Các bạn chỉ bấm bút nó sẽ vào là camera chụp ảnh này nhá. Đấy. Đây thì mình sẽ nó đang khởi động bút sen. Bắt đầu luôn. Sẽ phải kết nối bút nhá. Để các bạn đợi tí nhá, để nó kết nối bút sen. Nói chung là bút hỗ trợ này rất là thích. Nói chung là dòng lót các bạn dùng nói chung là khỏi phải chê luôn. 128GB các bạn dùng thì tuyệt vời các bạn nhé. Đấy. Máy đẹp leng keng luôn. Màu titan này. Các bạn đợi tí xem là để kết nối bút với nhá. Con lót 9 này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 6.500.000 nhé. Máy đẹp leng keng luôn. Hôm nay nhà mình là về chiếc này luôn. Đấy, rất là nhiều lót cho bạn. Nói chung là hàng này thì các bạn dùng nó thật các bạn. À, rất là sướng nhá. Nói chung là nhìn sướng hơn những sản phẩm đời mới chứ các bạn bây giờ cơ. Đấy. Đây nó đang cài đặt đây, cài đặt chắc mất vài phút rồi các bạn nhá. Đấy. Đây, kết nối xong này, các bạn chỉ bấm bút thôi. Nói chung là các bạn chỉ bấm bút thôi là được nhá. Đây các bạn, nó chín thì rất là hay, các bạn chỉ bấm bút thôi. Nó sẽ vào là camera chụp ảnh, các bạn bấm bút thì sẽ chụp ảnh thôi. Rất là tiện lợi nhá. À, phải quay đầu bút xuống. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đấy.
Bạn nào thích sản phẩm Samsung Lot 9 thì các bạn nhận hàng lần sớm nhất nhá. Con này là phiên bản Hàn, 2 SIM 2 sóng. Cấu hình con này là RAM 6GB. Đấy. RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 128GB nhá. Đấy. Đấy, màu titan rất đẹp nhá, màn hình đẹp không ảm bố hay không lưu ảnh gì. 6.500.000 cho bạn nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 các bạn hàng sớm nhất nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình về mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thành lý cho bạn. Thì các bạn nào ưng sản phẩm mình các bạn nhấc máy lên này thì mình đặt hàng sớm nhất nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video mình một cuộc sống ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhá.